Chào quý ông bà, cô bác và anh chị. Tôi là luật sư Đoàn Thị Thiên Tâm Tu. Hôm nay trong chương trình Nhân Ta Phải Biết Luật Ta, tôi sẽ giới thiệu cho quý ông bà, cô bác và anh chị ly hôn với người nước ngoài. Câu chuyện được mở đầu là một anh Việt Kiều ở nước ngoài. Tôi cho rằng là ông là một khách hàng khó tính. Ông bảo: chị Thu ơi, tôi muốn ly hôn. Ông hỏi cả về điều luật, ông hỏi cả về hình thức, ông hỏi cả về chi phí. Và một cái vấn đề rất rõ, phải không quý ông bà, cô bác và anh chị? Hôm nay cũng nhân những cái câu hỏi mà tôi đã trả lời ông, thì hôm nay tôi đến một cái playlist danh sách phát có tên Luật sư của Việt Kiều Mỹ, Luật sư của Việt Kiều ly hôn với người nước ngoài. Trong cái phần video này, tôi tạm thời chia làm hai giai đoạn. Thứ nhất, chúng ta nói về luật. Thứ hai, chúng ta nói về thực tiễn các bạn ha. Sau khi đi sâu vào luật rồi thì chúng ta nói về thực tiễn. Thứ nhất, chúng ta định nghĩa thế nào là ly hôn có yếu tố nước ngoài. Thì bây giờ vấn đề nó rất là cơ bản các bạn. Ly hôn với người Việt thì thuộc thẩm quyền của Tòa án Nhân dân Việt Nam, Tòa án Nhân dân cấp huyện. Tuy nhiên, ly hôn với một trong các người sinh sống và làm việc ở nước ngoài thì thuộc thẩm quyền của Tòa án Nhân dân cấp tỉnh các bạn nhé, theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự và pháp luật về hôn nhân và gia đình. Trong này các bạn có thể đi tìm ở cái thẩm quyền của Tòa án Nhân dân cấp tỉnh. Thì thẩm quyền của Tòa án Nhân dân cấp tỉnh là gọi rằng là ngoại trừ những cái trường hợp có cái yếu tố nước ngoài và có bất động sản của nước ngoài, nói chung là gắn cái gì với yếu tố nước ngoài thì thuộc Tòa án Nhân dân cấp tỉnh. Các bạn sẽ hỏi tôi cấp tỉnh là cấp nào? Thưa, ở tại nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam mình có 63 tỉnh thành các bạn nha: Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang. Đó là đơn vị hành chính là tỉnh. Vậy thì nếu trong trường hợp bạn muốn ly hôn với người Việt Nam mà người này đang sống ở quận 3 thì bạn phải nộp đơn ở Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Bạn muốn ly hôn của một người nào đó ở tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang thì bạn buộc phải nộp đơn ly hôn có yếu tố nước ngoài tại Tòa án Nhân dân tỉnh Tiền Giang. Bạn nhớ nhé, bạn không thể nào bạn nộp ở Tòa án Nhân dân huyện Cái Bè hoặc bạn nộp ở Tòa án Nhân dân quận 3 được. Vì theo luật tố tụng dân sự năm 2014 luật quy định thế rồi. Bây giờ đặt giả sử có một anh chị em nào đó nộp đơn ở Tòa án Nhân dân quận 3, nộp đơn ở Tòa án Nhân dân huyện Cái Bè thì sao các bạn? Các bạn thử coi. Dạ xin thưa, kinh nghiệm của luật sư Thu Đoan trong chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta rằng nếu trong trường hợp bạn có nộp đơn hoặc bạn không biết thủ tục nộp đơn, bạn nộp đơn ở cấp quận, cấp huyện của một tỉnh đó thì chắc chắn cấp quận, cấp huyện đó cũng lại sẽ làm một cái thủ tục gọi là chuyển đơn đến Tòa án Nhân dân đúng thẩm quyền. Tòa án Nhân dân đúng thẩm quyền đây là Tòa án Nhân dân tỉnh Long An, Tòa án Nhân dân tỉnh Tiền Giang, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội các bạn nhé, tỉnh nha, rất là chuẩn nha các bạn. Thẩm quyền của ly hôn có yếu tố nước ngoài phụ thuộc vào luật hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài và bộ luật tố tụng dân sự hiện tại đang điều chỉnh. Rồi cái thứ hai thì trong trường hợp các bạn đã nộp đơn rồi, nếu như cơm làm canh ngọt nhưng mà các bên người cũng muốn đi giải thoát cho nhanh, người thì cũng muốn cho ở sớm, thì chúng ta sẽ làm như thế nào các bạn? Chúng ta sẽ có cả người chồng lẫn người vợ đến tòa án, và sau cái biên bản ngoài giải thành đó họ sẽ được tòa án ra cái phán quyết
bằng công nhận sự thỏa thuận của các đương sự. Tôi nói chậm lại nha, nếu trong trường hợp anh A đang ở bên Mỹ, chị B đang ở quận 3 thành phố Hồ Chí Minh, sau khi tòa án thành phố Hồ Chí Minh thụ lý giải quyết thì tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mời chị ở Việt Nam lên. Trong đơn trình bày, người Việt Kiều Mỹ nói rằng là thực tế là chúng tôi không còn sống như vợ chồng và gần như là 7-8 năm trời rồi không qua lại. Thôi thì tòa ơi giải thoát cho đường ai nấy đi. Chị vợ ở Việt Nam ở tòa ở quận 3 đến tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ thể hiện một cái ý chí rằng đồng ý tòa ơi, thôi nói chứ tôi cũng muốn ly hôn để tôi đi bước nữa, chứ tuổi trẻ tôi không muốn trải dài quá đâu. Thôi thì tòa cứ ra cái phán quyết công nhận sự thỏa thuận. Thêm một ví dụ nữa nha quý vị và các bạn, chị này chị ở Cần Thơ, hồi xưa có một cái dạng mà kết hôn xong rồi, thì sau khi kết hôn xong rồi thì người chồng ở Canada cảm thấy không thể, hay vì một lý do nặng gánh về kinh tế gì đó, họ không làm thủ tục cho người vợ ở Việt Nam, hoặc những cái bí mật phòng the gì đó họ không muốn, và không muốn đưa cái người vợ hợp pháp trên giấy tờ, thì họ buộc lòng phải về tòa án nhân dân tỉnh Cần Thơ để ly hôn. Trong trường hợp này anh phải nộp đơn ở tòa án nhân dân tỉnh Cần Thơ, và chị vợ chị bảo rằng là không, tôi mà không ly hôn thì ông chồng tôi không ly hôn. Và tòa án sau khi mời người vợ này lên một lần, hai lần, năm lần, bảy lượt không lên, thì tòa án ra quyết định bằng một cái bản án. Trong bản án này có ghi rất rõ thủ tục tấm đạt, thủ tục mời người vợ và người vợ này không đến và cho đơn. Chính vì cái đó tòa án đã ra cái bản án xét xử vắng mặt người vợ, và tòa án đã giải phóng cho cả người vợ lẫn người chồng. Thưa quý ông bà cô bác và anh chị, vậy thì trong phán quyết của tòa án nhân dân cấp tỉnh nói chung về việc xét xử ly hôn con chung và tài sản chung, họ đã được tòa án công nhận bằng cái quyết định công nhận sự thỏa thuận, hoặc họ đã được tòa án có cái phán quyết gọi là bản án. Và sau khi có phán quyết này, phán quyết có hiệu lực pháp luật, thì các bên có thể đến giải thoát, là một cái thủ tục gọi là xác nhận tình trạng hôn nhân, và chúng ta có thể tiếp bước, nối bước những cái kết hôn với những người khác theo đúng trình tự quy định của pháp luật. Thưa quý ông bà cô bác và anh chị, luật sư của Việt Kiều là một trong những cái vấn đề, và tôi cũng có một người thầy, thầy đó là thầy Dương Trung Hiếu. Trong một cái dịp về Việt Nam hôm Tết, thầy bảo với tôi rằng, chị Thu biết không, tất cả những người ở Việt Nam của tôi rất là thiết tha, mong muốn update được những cái kiến thức pháp luật, nào là di chúc, nào là tặng cho, mua nhà, mua đất ở Việt Nam, ly hôn ở Việt Nam, kết hôn ở Việt Nam. Chị ơi, chị có kiến thức về mảng luật đó hay không? Tôi bảo với thầy rằng là dạ thưa thầy có. Vậy thì tại sao chị không trao đổi những cái kiến thức đó cho những người ở khắp các châu lục để họ hiểu thêm về kiến thức pháp luật? Thưa quý ông bà cô bác và anh chị, với ước mong luật sư của Việt Kiều sẽ đem đến cho quý ông bà cô bác và anh chị những cái kiến thức pháp luật từ một luật sư ở Việt Nam, tại Việt Nam, hành nghề Việt Nam, biết kiến thức Việt Nam, sẽ cầm tay chỉ việc cho quý ông bà cô bác và anh chị. Nếu quý vị, bạn bè quý vị, gia đình quý vị có những cái vấn đề khó khăn trong việc giải quyết những cái tranh chấp liên quan giữa Việt Nam và nước ngoài, thì các bạn hãy liên hệ với tôi là luật sư Đoàn Thiện Thiên Thông Thu qua thông tin của địa chỉ
văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc, số điện thoại 028 379 7727. Các bạn sẽ được chúng tôi cầm tay chỉ việc và sẽ được tư vấn trong những trường hợp rất là cụ thể với những cái chi phí vừa phải theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam. Thưa quý ông bà, cô bác và anh chị, tôi ước mong luật sư của Việt Kiều mỗi một tuần tôi sẽ san sẻ đúng một chủ đề. Nếu quý bạn đọc nào có những cái câu hỏi thì chúng ta hãy mạnh dạn để lại phía dưới comment, luật sư Thu Đoàn sẽ lấy lên và trả lời cho những trường hợp khác, để đại đa số những người dân đều biết dân ta phải biết luật ta, dân Việt Nam phải biết luật Việt Nam, phải không? Yêu bạn của bạn và chị xin trân trọng cảm ơn.